Chào bà con ha. Hiện tại bữa nay mà Liệt lên Chi Trang đổ cho chị thêm quận 3 nữa nha bà con. Chị ở U Môn nha bà con. Thì bữa nay đổ thêm quận 3 nữa là cái mương này. Cái mương này chị đổ 10.000, còn mấy cái kia thì mương cũng đổ 20.000 hết. Hồi thăm cho bà con coi luôn. Là chỉ là tức là phụ nữ đó nha, mà bà con đó là nuôi với nuôi rất đạt luôn đó. Nè nè bèo nè. Bà con thấy chỉ anh là chỉ làm chứ thấy có gì đâu. Thành công, rất thành công luôn. Chỉ điện cho chỉ điện có lần một á. Nè, thả chỉ không có thả dèo luôn nữa nha nha mà bà con. Chỉ không có thả dèo luôn, Liệt kêu khỏi thả dèo. Tại cái khu này thấy không có nhái xanh nè. Không có nhái xanh đó thì bà con thả trực tiếp gì là nó mau lớn hơn đó. Chứ nó không nó mau hơn trong dèo lắm. Hiện tại giờ Liệt cũng giao mà 300 đồng con nha bà con. Cỡ nào Liệt cũng không hết cho đó. Nhưng mà Liệt sẽ bao kỹ thuật cho bà con tới nào nghỉ ngày nuôi ốc luôn. Chị giống như cũ ha. Ừ. Chị thấy nuôi ốc là khỏe không chị cha? Dạ khỏe. Có gì đó. Thấy có khó khăn, có lu bu gì không? Không, bình thường. Có gì có em chỉ cho rồi. Để con lo đó. Ốc giờ có giá cho 50.000 ký. Dạ. Yeah. Cái điện không mua lò lạo cho mùa này nè. Bà con có nuôi con gì đâu 50.000 ký. Bà con có mua mưa có nuôi đi, bán tiền nhiều lắm. Ủa mưa vừa ngoài người ta mờ nhất hết. Ở phía sau nữa gì chị? Qua khổ người gạo. Tại vì phải gạo mới được. Yeah. Chị Trang chỉ dám bỏ đầu tư ra lúc hồi thả được đầu là chưa có gạo ha, chỉ bỏ ra 50 triệu chứ gạo gạo đó nha bà con. Nó chỉ gạo tự nhà ra dòng hết cái khu này nó chỉ bỏ ra 50 triệu chứ gạo. Chứ gạo chứ nuôi ốc đó bà con. Gom hết giống luôn hả chị? Quýnh hết giống luôn đó chị Trang, chỉ nói chỉ đập hết giống luôn đó bà con. Thấy còn chờ thu hoạch ốc. Đó, thấy không? Đó. Chị Trang cái mạnh dạn vậy đó, tại vì chỉ tôi chỉ nuôi nó đợt trước là thấy thành công rồi. Với cái kỹ thuật là Liệt chỉ hát cao kỹ thuật mà chỉ đâu có lo gì nữa, chỉ đâu có sợ. Nó vườn chỉ đâu có gì đâu, chỉ chủ yếu chỉ gào để lo ba con ốc thôi. Chị Trang ta có chỉ có mình anh đó nha. Không có ông xã đó mà chỉ chơi mạnh luôn. Tại vì chỉ hiểu rồi. Nhầm khi anh em nào chứ Nam Nhi chứ chưa làm, không dám làm như chỉ luôn. Bỏ 50 triệu gần rau. Giờ cái cây á. Cây này dài dữ. Cây này dài dữ. Cây ốc nữa nha. Anh đẩy đẩy ra giữ. Cái con gà nó bu. Giữ hoài mà cũng không lại vậy đó. Cái gà hạt sớm. Ủa nó qua đây được sao? Nó bay đó. Gà dữ mà vẫn bay qua. Bay qua nó bay biết bay về luôn hả? Bay qua rồi mình phải dí nó mới về. Còn phải nó ở vẫn vẫn hoài. Ở đây cho nó luôn. Ở đây rồi. À, vậy nó ăn hết này là thôi nha chị. Cho nó tự sống nó đi. Để làm chi cho nó cực. À, chị Trang đổ rồi, tổng số là 50.000 rồi đó nha bà con. Đi qua thăm cái kinh. Dừng lại chứ. Dừng lại nó hai điểm trên bãi hả? Ừ. Thôi cũng được. Buổi tối cái nhỏ em nó chưa đi qua làm phụ, không có cảnh là. Dạ. Thì cũng được, tại bữa nay nó im nè. Nó mình nó chỉ đổ đây 20.000 nha bà con. Chỉ dừng lại cho. Chỉ dừng lại đợi nó xanh xuống. Trời, chị gạo hết. Đúng bà luôn à. Gặp ở trên. Thôi thôi kìa bà con ơi, nóng lạnh luôn rồi chị.
thôi thành công luôn rồi chị ơi, cái này còn lại, cái kia đó lại tới này nè. Dạ. Đi ra ngoài luôn rồi. Ốc của chị Trang là hơn bà con nó có nè, nó lạnh luôn rồi nè. Cái này tính quay cái hết hồn luôn rồi nè. À, cứ biết luôn rồi bà con coi nè. Ha. Bà con coi nó đeo à. Hay là chị Trang tức là không có dèo nha. Không có dèo là chỉ trả trực tiếp, cái này là chỉ dừng vòng tròn trên thôi, sợ nhái xanh thôi. Thôi nè. Đây nè, bà con thấy hết biết chưa? Này. Nó rất thành công. Đeo theo mấy nắp đèo nè. Ôi ôi. Chiếc này lạnh lùng luôn rồi có nè. Ra tới ngoài luôn rồi. Có nè, tính hết hồn đi xị luôn nè. Quá trời luôn rồi bà con ơi. Đây nè. Đi xị hết trơn luôn nè. Hết hồn xuyên gió luôn rồi. Ốc này mới thả có 1 tầng nha bà con. Mới thả đây 1 tầng mà nó lớn nó lạnh luôn. Cái này đeo đúng rồi, gãi cho khỏi gãi cũng được luôn đó nè chị. Gãi cũng được. Quá trời ốc luôn mà mọi người. Bởi vì vậy chị vậy mà không mình làm gì được, thấy vui hả chị? Thấy không, bà con theo làm theo sao này. Anh em nào bà con nào có làm theo như chị Trang như là sẽ thành công, bèo chị làm đàng hoàng đi. Thả trực tiếp luôn gì cũng được đó. Nhưng mà với điều kiện không có nhái xanh nha. Cái này chỉ đâu có dèo đâu, chỉ gào thôi trên thôi chứ không có dèo nữa bà con nè. Cái này nó đập vô. Hết trời mưa, hết trời nắng rồi. Tại hiện tại giờ bèo của chỉ đủ gì nè ha. Bà con để đi thả là đủ nguồn thức ăn rồi, ốc nó mau lớn đó. Không có gì chứ. Đâu cần đều cám chi mất công. Tại hai lên cái đó thôi. Cho chỉ thải thêm dư bến dư này chứ này khỏi cần đều gì nó cũng ốc như vậy. Đi ra tới ngoài luôn. Chỗ này cái bự rụng hay vậy? Bự rụng lên sình. Bự rụng lên sình. Bự rụng. Chứ chỗ này sình xong nó không có ra đây. Có nè, nó ra đây kìa. Cái mũi bèo đó kìa anh ha. Nó ra đây nè bà con. Ốc mới có 1 tầng mà lớn à. Bóng hết tiết bóng luôn. Nè tức là có nguồn thức ăn này bà con, khỏi cần cho mồi cám nè. Nó bù nó ăn. Nó là khẳng khỏi có mồi cám tại thả bên kia nó dư. Nè tao rồi lừ hết trơn luôn rồi nè. 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 Nè bà con coi nè. Ra đây quá, ô ra quá xa luôn rồi nè. Đi xa. Tức tạ rồi con nè, ông nè bà con quá xa luôn rồi, đang xị chứ nè. Tức là có chỉ ốc này nó mạnh dữ dằn lắm nè. Đi xa ha. Ừ. Đi tới ngày luôn nè. Đó đó, nhìn trên nó đẹp hay nè. Rồi con này là con ốc chó nha bà con, ốc chó trong bèo sẵn nha bà con. Cái nhầm bà con hỏi không có dính dáng gì ốc bu mình chứ. Không thua chứ. Cái mưng này nó đó nó đi nó chỉ dọn ba cái dọn nhút cho nó đi chị. Dạ. Mình đi qua bên đây coi. Mình làm rất thành công rồi đó. Ủa mình thả mình bắn. Nếu chị dọn cái đó đi để nước nó bò dữ lắm đó chị. Nước thì chị dưới vô thoải mái luôn nha chị. Cho nó vô ra kệ. Nó giải cái đó thì một chút. Ở lúc này mưa chỉ trồng chút chôm này được đây.
Ôi con mẹ nó đâu. Hết hồn luôn rồi con ơi. Tán hồn luôn nè. Nha. Trời. Lạnh lùng xuống gió luôn rồi coi nè. Hết biết luôn. Nè bà con có chị Trang hổm mới bữa hổm mấy bữa nay bữa nè. Chị thấy hổm nó nhỏ xíu mà bữa nay chỗ này nó lên mới lớn nè chị. Cái này sẽ lên mau lớn thấy khác ha. Dạ. Nhưng mà lúc hổm thì thấy nó nhỏ nha chị. Nhưng mà cỡ đủ này trở lên á. Ốc này là cô chị Trang nuôi rất đạt đạt, cũng thiếu điều muốn ngang ngửa với cái liệt dưới luôn đó nha bà con. Có bóng rồi nè. Ốc này nữa chị nuôi 4 tháng khoảng tầm 18-20 con. Ốc này nè. Từ đây chết lên là mau lớn. Trời mau dữ lắm nè chị thấy. Hồi bữa đó hổm gà có con tận gì bữa hổm hình như bà lớn vậy. Bữa nay nó lên bự nó tay cái cho nghe bà con. Tay cái chứ. Là tay cái là lúc là con ốc nhỏ nằm đây chứ còn dài nắng là nó còn hơn nữa. Thành công dữ lắm mà em cũng mừng cho chị. Thì bà con nào giờ nên khuyên ha, nuôi đi dòm theo những cái clip của chị Trang này nè, là làm để thành công ha bà con, đừng có làm cầu kỳ gì quá. Nhưng mà còn liệt nhắc thêm bà con cái nữa, không nên cho ăn ha, bất cứ đừng cho ăn gì. Chị đâu có cho ăn gì không chị, y như em dặn thôi đó. Chị Trang chứ nó không cho ăn, tại vì liệt chỉ làm sao là chị làm y vậy là chị rất thành công rồi nè. Nếu mà không thành công thì chị đâu có đổ thêm, rồi chị đâu có bỏ ra 50-60 triệu chị làm thằng gạo đâu. Chị làm từ đó vòng qua đó, vòng đó nguyên khu đất của chị lắm đó. Con thấy không? Cá chục công luôn mà. Nè, hết biết hết luôn rồi. Con gạo chị nè. Nè bà con coi nè. Bà con nhìn cảm nhận con ốc của chị Trang là tức là gờ nhìn nó hay có lớp nhớt gì nè, hay trơn trơn. Bà con không có một miếng mòn đít, một chứ không có tâm nào mà mòn đít luôn đó bà con coi nè. Nó bóng rồi nè. Dạ. Điều giới điều kiện là làm theo kỹ thuật của Liệt nha, ha. Là chị Liệt chỉ chị Trang làm sao là chị Trang làm y vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con ốc của Liệt thì Liệt mới biết cái kiểm soát của nó nha bà con. Rồi còn như đặt ví dụ không phải Liệt buộc là bà con mua ốc của Liệt. Tại vì thì con của ai thì nó dạy mà. Thì Liệt lúc từ biết hiểu nó từ trong cái trứng, ấp cái trứng ra làm sao nở bao nhiêu ngày Liệt sẽ đi thả. Thì Liệt sẽ hiểu nó sao, bà con điện là Liệt hiểu liền. Còn nhầm khi bà con mua của người khác á, thả thì Liệt đâu có biết nó, cái quy trình của người ta làm sao, ốc bao nhiêu ngày hay là làm sao, nước nôi làm sao Liệt đâu biết. Liệt cũng chỉ nó gì chỉ những cái thường lệ của Liệt thôi, nhưng mà nó không có đạt bằng mà là cái tự của Liệt mà điều khiển ra nha. Đó này của cha chị Trang này đạt hình như 100% luôn đó. Nếu mà không đạt chị không có dám bỏ cái số tiền ra 50 triệu mà vét hết trời quýnh hết giống luôn đâu. Giống luôn. Ừ đó hết giống luôn đó mà. Tại vì thấy thành công quá trời vậy nè. Bởi vì bà con nào ủng hộ của Liệt rồi là Liệt sẽ chỉ bao kỹ thuật tới cuối cùng nghĩ nó ốc luôn. Là nói ra là Liệt biết ngốc làm sao rồi, còn nhầm khi bà con cũng như nói vậy. Trời ơi con này tính ơi nó lạnh luôn rồi. Có ốc bự với mương của chị nè, không có miếng mòn đít luôn ha. Nhưng mà dân, không mòn đít. Thì nói gì bà con cũng dễ hiểu rồi. Đặt ví dụ con của Liệt thì Liệt dạy thì nó dễ rồi. Rồi đặt ví dụ mà con như con của thằng Tính đi, rồi Liệt dạy con Tính đâu nghe đâu, đâu có hiểu nó là sao, cái tấm nó làm sao đâu. Thì cái quy tắc của nó là nó như vậy đó. Còn bà con như đã cái vụ mua của anh em nào á thì mình hỏi trực tiếp anh em đó đó ha, là người ta hiểu không, hiểu cái quy trình của người ta không làm sao thì nó dễ hơn. Còn Liệt hỏi Liệt chỉ theo cái chung cái lúc nó bị sự cố đó thôi à, nhưng mà Liệt không biết là nó ba con ốc nó làm sao, nó không biết bao nhiêu ngày. Ốc lát trời ơi nè, có một chút xíu này, một nắm nè bà con ơi, muốn giận luôn. Tiền ngay xanh giờ có gì đâu, nhìn quá thì ngon à, nó ngon luôn quá trời á. Mình nói kìa, bèo lừ khư luôn. Sao này bên này nó đi cũng xa lắm à, xa nó tạo rồi nè, nhóc hết trơn rồi nè, nhóc nó buông nghệ nữa nè. Dạ, lừ hết trơn. Ôi kìa. Số 2 loại ha.
cỡ này sắp lên nè bà con, là thấy là nó mới mau lớn nha, chứ còn cỡ này là bắt đầu cỡ này là hơi chậm nha, nhưng mà nó lên cỡ này là bà con thấy nhanh dữ lắm. Thấy vậy chứ 2 tháng nữa là nó đẻ đó, con ốc này nè, 2 tháng là đẻ, tại 2 tháng là mình 4 tháng rồi hả chị? Dạ. Cỡ này xong nè, bà con coi nó bóng nè, không có mòn đít nè. Ốc hiện tại giờ là 50.000 ký là bao nhiêu cũng không có đủ nha bà con. Lái nó săn dữ lắm. Chứ không phải rẻ, không phải liệt nói là đó kìa, ốc mạnh nha. Ốc mạnh bà con để biết ra, mới dẹt bèo ra là nó lội mặt lên liền. Ha, còn con ốc mà yếu ha, bà con dẹt ra rồi nó nằm hoài một hồi nó mới nó không có hoạt động luôn. Hình như liệt là chỉ hình như người ta thành công cũng nhiều lắm mà. Nó đơn giản lắm bà con, nên nuôi cái cách đơn giản như của liệt đi là sẽ thành công à. Nhưng mà đơn giản là liệt theo cái kỹ thuật của liệt đó nha. Cái còn áp dụng của người khác mà kêu liệt áp dụng vô là hình như coi chừng không có được đâu đó. Mà khuyên cái bà con đừng trang. Thì clip này bữa nay lên đổ cho Trang với Thăm lại vòng vòng thì nó cũng đạt hết trơn luôn rồi. Xin chào bà con, hẹn gặp lại clip sau ha. Xin chào bà con.